Hello mọi người nhá. Mùng 1 hôm qua cắt ngắn nhà em cho em cắt vừa xong lên. Đấy mọi người xem quay cắt đây. Chị cắt đây không làm nhé. Đã xong cắt. Mọi người ngắm mẫu tóc ngắn bên em thế theo nha. Hello tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Mọi người vào xem mẫu tóc ngắn bên em nha. Chào tất cả chị em nè. Em quay cho mọi người xem nhé. Không làm gì cả nhé. Chỉ cắt thôi nè. Cúp cụp nhé mọi người. Chỉ việc cắt không mất tiền làm nha. Quay cho mọi người xem. Rất là đấy, không có sợ là vây luôn. Hello chị em nha. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ai thích mẫu tóc ngắn thì qua em thử theo làm nhé. Đấy, đã xong cho em khách đây. Mọi người vào ngắm và tham khảo nhé. Đã xong. Mọi người đã ưng. Rất cúp mà không cần làm, không phải mất tiền làm nhá. Hello tất cả chị em mọi người nhá. Quay cho mọi người xem. Cúp cụp không có cái nào vênh ra, bảnh vào nhá. Chào mọi người nhá. Đã, em kết thúc em xuống like nhá. Mọi người làm gì qua em luôn nhá. Em thông chưa cho nhá.